Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị phổ biến nghị định 107/2008 NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh nhận định trong những năm qua, Nghị định số 109-2010 NDCP đã phát huy tác dụng điều chỉnh tích cực, đóng góp quan trọng đảm bảo an ninh lương thực, bình ổn thị trường nội địa, thúc đẩy phát triển sản xuất, xuất khẩu gạo bền vững, nâng cao vị thế uy tín của xuất khẩu gạo Việt Nam, Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế quá trình thực thi nghị định cho thấy một số vấn đề cần được xem xét điều chỉnh, giúp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, các rào cản cho thương nhân khi gia nhập thị trường xuất khẩu gạo, góp phần phát triển ổn định, bền vững của ngành sản xuất xuất khẩu gạo, nâng cao tính cạnh tranh của thương nhân và của sản phẩm gạo Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới. Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá nghị định số 107 có nhiều điểm mới thể hiện tư duy đổi mới trong quản lý của Bộ Công thương, của chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, từ đó sẽ giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường cho thương nhân, tạo động lực giải phóng mạnh mẽ năng lực kinh doanh thương mại, năng lực thị trường, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu thóc, gạo, hàng hóa cho người nông dân nghị định mới cũng tạo thuận lợi và khuyến khích đầu tư sản xuất xuất khẩu sản phẩm có chất lượng giá trị gia tăng cao góp phần tích cực thực hiện định hướng tái cơ cấu ngành lúa gạo xây dựng củng cố thương hiệu gạo việt nam trên thị trường trong nước và thế giới là bước tiến mới về thể chế hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và các công tác điều hành xuất khẩu theo hướng mở xây dựng thể chế kiến tạo minh bạch